It's difficult being somebody's everything. But it's easier in the new Ford Everest Sport. New sporty design inside and out with a 2-liter turbo diesel engine and 10-speed auto. The new Ford Everest Sport leads the way. Hi, chào các bạn quay lại với kênh YouTube của Alpha 365. Thì đây là chiếc Ford Everest Titanium phiên bản một cầu đã được nâng cấp lên cái body sport. Đây là chiếc xe do anh bán, một anh khách rất là chịu chơi ở Sài Gòn. Đây là con xe màu đen nè, và anh đang cho mọi thứ của con xe này gần về một cái màu đen theo đúng cái bản sport mà anh mong muốn. Thì đầu tiên là cái mặt ga lăng, các bạn thấy mặt ga lăng nó rất là xịn sò theo các video trước anh đã gửi cho các bạn rồi. Một mặt ga lăng màu đen. Tiếp theo là ở cái phía là cái kẽn dưới này. Kẽn dưới này anh đã sơn một cái màu đen rồi, cho đen bóng luôn. Và tiếp đến là các lốp, các mâm. Mâm thì sơn đen bóng. Và cái gương, các bạn thấy gương đen không? Đen bóng luôn. Ở phía sau, chúng ta sẽ đi xuống ở phía sau nữa một vài chi tiết rất là đẹp. Nhìn con xe rất là cứng nha, cứng xe hơn hẳn so với màu đen bình thường. Và ở những cái chi tiết màu đen này, là nó được làm mẹ mà sơn theo dạng mà màu bạc á, thì nó sẽ không cứng như thế này. Ở trên thanh nóc thì anh đã sơn nè, thanh thể thao trên nóc là màu đen hết luôn. Tiếp theo là cái đây, một cái kẽn sau đã được sơn đen bóng. Tiếp tới là chữ Everest này đã được sơn đen rồi, thì nó hơi khuất. Thì anh sẽ gửi cho các bạn xem hình rồi, là các bạn cứ inbox cho anh thì sẽ có cái hình của chiếc này rất là đẹp. Rất là đẹp, rất là xịn sò.